Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự trực tiếp 19 giờ 45 phút mùng 4 Tết của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Trước hết là những nội dung chính có trong chương trình trực tiếp tối nay. Dù trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, tỉnh Tuyên Quang vẫn thu hút đầu tư rất mạnh cả trong và ngoài nước. Vui Tết an toàn, không quên phòng chống dịch. Trong phần tin quốc tế, Tổng thống Italia tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai. Thử nghiệm vaccine sốt rét đầu tiên trên thế giới đã tiến triển ở miền Tây Kenya. Chiều nay, đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang, Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã đi kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Mặc dù hôm nay mới là ngày mùng 4 Tết, nhưng các đơn vị thi công tuyến đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình trên toàn tuyến, đảm bảo nhanh nhất. Trên 99% mặt bằng của 43 km đường cao tốc trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã hoàn thành việc giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công đạt trên 10%. Kiểm tra tiến độ và chúc Tết cán bộ, công nhân, người lao động trên công trình, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm biểu dương tinh thần làm việc của công nhân, cán bộ đã không nghỉ Tết, tích cực thực hiện thi công công trình để hoàn thành theo tiến độ đề ra. Đồng chí nhấn mạnh, tuyến đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai có ý nghĩa hết sức quan trọng, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội không chỉ với tỉnh Tuyên Quang - Phú Thọ mà còn mở ra cơ hội tăng cường hợp tác liên kết phát triển kinh tế văn hóa xã hội giữa các tỉnh trong khu vực với cả nước. Đồng chí mong muốn mỗi cán bộ, công nhân, người lao động và các nhà thầu cần tiếp tục nỗ lực thi công công trình với trách nhiệm cao nhất, quán triệt tinh thần an toàn mới sản xuất phải an toàn, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, tăng cường công tác phối hợp giữa chủ đầu tư với tư vấn giám sát thi công một cách đồng bộ hiệu quả. Các cơ quan đơn vị, các ngành cần tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công, đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Cũng trong chiều nay, đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã chúc Tết Đảng bộ và nhân dân thành phố Tuyên Quang. Chúc Tết Đảng bộ và nhân dân thành phố Tuyên Quang nhân dịp đầu năm mới, đồng chí Bí thư tỉnh ủy chúc mừng những nỗ lực cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã đạt được thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, thời gian tới, thành phố cần phấn đấu trở thành đô thị thông minh hiện đại nhưng vẫn giữ nét đặc trưng nghĩa tình của vùng đất cách mạng, giàu truyền thống văn hóa. Trong thời gian tới, cùng với sự phát triển của tỉnh, sẽ có rất nhiều những công trình lớn được triển khai trên địa bàn thành phố. Do đó, cần xây dựng tinh thần đồng thuận, đoàn kết, sẵn sàng triển khai giải phóng mặt bằng để hoàn thiện các công trình, góp phần tạo diện mạo mới cho thành phố, nâng cao đời sống cho người dân. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy chúc toàn thể nhân dân thành phố Tuyên Quang sức khỏe, hạnh phúc, thành công, toàn diện trên các lĩnh vực, vững vàng bước vào năm mới với một khí thế mới, tinh thần mới, niềm vui mới và thu nhiều thắng lợi mới. Sáng nay tại xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình, đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang đã dự lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Nhâm Dần 2022 do huyện Lâm Bình tổ chức. Cùng dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, một số sở ngành của tỉnh. Phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ là hoạt động hưởng ứng đề án trồng 1 tỷ cây xanh của chính phủ nhằm nâng cao nhận thức bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, đồng thời tạo khí thế cho phong trào trồng cây, trồng rừng trên địa bàn toàn huyện, thực hiện lời dạy của Bác Hồ. Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Trong những năm qua, huyện Lâm Bình luôn giữ vững là một trong những huyện có độ che phủ rừng cao nhất cả nước với tỷ lệ trên 76%. Trung bình hàng năm, huyện trồng mới trên 600 ha. Kinh tế rừng đã giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần quan trọng để huyện Lâm Bình tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp, an toàn, thân thiện, phục vụ phát triển ngành du lịch của địa phương. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến công tác trồng cây gây rừng. Thời kỳ kháng chiến, rừng có ý nghĩa quan trọng, rừng che bộ đội, rừng vây quân thù. Trong thời bình, việc trồng chăm sóc phát triển rừng vừa phát triển kinh tế, vừa bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, môi trường sinh thái. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy chính quyền, nhân dân thực hiện tốt việc phát triển khai thác hợp lý nguồn lợi từ rừng, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên để phát triển du lịch, trồng chăm sóc rừng phải là hoạt động thường xuyên. Ngoài trồng rừng kinh tế, chú trọng trồng cây cảnh quan tạo không gian, môi trường sống thân thiện, thu hút du khách. Ngay sau lễ phát động,
đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện Lâm Bình, đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân đã thực hiện trồng trên 1.500 cây xanh dọc tuyến đường qua đèo Kéo Nàng, xã Khuôn Hà. Dù trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, tỉnh Tuyên Quang vẫn thu hút đầu tư rất mạnh cả trong nước và ngoài nước. Ngay trong năm đầu 2021 đã đạt hơn một nửa kế hoạch trong giai đoạn 5 năm. Và đây chính là động lực để giữ được đà tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới. Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, nhưng trong năm 2021, Tuyên Quang đã thu hút 24 doanh nghiệp đến đầu tư với tổng số vốn gần 30.000 tỷ đồng, đạt hơn một nửa kế hoạch của cả giai đoạn 2020-2025. Đặc biệt với nỗ lực đảm bảo an toàn và phòng chống dịch, giữ vững tỉnh là vùng xanh và tiếp tục hoàn thiện giao thông kết nối, không chỉ giúp các doanh nghiệp an tâm sản xuất mà còn mở rộng quy mô đầu tư. Môi trường đầu tư kinh doanh của Tuyên Quang không ngừng được cải thiện theo hướng thông thoáng minh bạch. Và tôi cho rằng việc các lãnh đạo tỉnh tập trung thực hiện tốt nhiều chính sách hỗ trợ không những tạo điều kiện cho chúng tôi yên tâm hoạt động sản xuất mà còn giúp doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh, mở rộng quy mô sản xuất hơn. Hai điểm nghẽn được giải quyết trong thu hút đầu tư tại tỉnh Tuyên Quang là giao thông và hạ tầng. Dự án cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ kết nối với cao tốc Thăng Long Nội Bài được khởi công trong năm qua và dự án cao tốc Tuyên Quang Hà Giang được chính phủ thông qua đã có tác động rất lớn đến công tác thu hút đầu tư của tỉnh. Năm 2022 thì Tuyên Quang sẽ nỗ lực thực hiện tốt cái công tác thu hút đầu tư, quy hoạch hàng loạt những cái khu cụm công nghiệp và tạo quỹ đất sạch cũng như tạo cái hệ sinh thái cho nhà đầu tư thì chúng ta có cơ hội gọi những nhà đầu tư lớn để vào hoàn thiện những cái chuỗi liên kết của tỉnh. Từ những cái chuỗi liên kết đấy đẩy mạnh cái kết nối toàn cầu để thúc đẩy cái sản xuất kinh doanh. Tỉnh Tuyên Quang đang tổ chức các cuộc xúc tiến thu hút đầu tư với phương châm chủ động quảng bá, tìm hiểu và đón bắt nhu cầu của các nhà đầu tư, đồng thời mở mới các khu cụm công nghiệp, đảm bảo các điều kiện về hạ tầng, từng bước hoàn thiện chính sách thu hút đầu tư có chọn lọc, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu đầu tư trong giai đoạn mới. Huy động tối đa các nguồn lực để xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, đặc biệt là hạ tầng giao thông kết nối đô thị động lực, hạ tầng công nghệ thông tin và xây dựng nông thôn mới, đảm bảo đồng bộ, liên thông, đẩy mạnh cải cách hành chính, tích cực thu hút đầu tư, chuyển đổi số, đẩy mạnh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm. Năm 2022, khi các dự án kết nối giao thông được hoàn thiện, số dự án và tổng vốn đầu tư tăng cao hơn rất nhiều, khoảng 20-30% so với năm 2021. Việc thành lập chi bộ đảng đã khẳng định rõ vai trò lãnh đạo toàn diện, bảo đảm sản xuất kinh doanh hiệu quả, chăm lo lợi ích hợp pháp cho người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, ghi nhận tại Công ty Cổ phần Cơ khí Tuyên Quang. Công ty Cổ phần Cơ khí Tuyên Quang thành lập được hơn 12 năm nay, hoạt động trên các lĩnh vực như cho thuê mặt bằng, nhà xưởng, điện năng lượng mặt trời, sản xuất và chế biến gỗ. Hiện nay đơn vị có tổng số 210 cán bộ và người lao động, trong đó có 9 đảng viên. Từ khi thành lập đến năm 2021, do chưa có tổ chức đảng nên số đảng viên của công ty phải sinh hoạt và thực hiện nhiệm vụ của đảng viên tại nơi cư trú. Do đó, chưa phát huy được hết trách nhiệm của từng đảng viên trong hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Trước đây thì các đồng chí đảng viên tham gia sinh hoạt tại chi bộ đảng cơ sở tại các xã phường. Sau khi về thành lập chi bộ công ty xa thì bây giờ xác định vai trò của đồng chí đảng viên là nêu cao vai trò tiền thân gương mẫu trong việc lãnh đạo và chấp hành tốt các cái chỉ thị nghị quyết của đảng, pháp luật của nhà nước cũng như là các cái quy định của công ty trong việc thực hiện các nhiệm vụ lãnh đạo phát triển sản xuất kinh doanh và các cái phương hướng nhiệm vụ của các năm. Từ khi chi bộ Công ty Cổ phần Cơ khí Tuyên Quang được thành lập, đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị trong lãnh đạo thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước và thu nhập bình quân người lao động đều tăng. Đặc biệt khi có tổ chức đảng, doanh nghiệp được tiếp thu sự chỉ đạo từ đảng ủy, khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Qua đó chủ động lãnh đạo triển khai nhiều biện pháp kịp thời để thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch, vừa duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo đời sống cho người lao động. Mục tiêu là khi cái công việc sản xuất kinh doanh ổn định thì chúng tôi sẽ thành lập tổ chức đảng cơ sở tại công ty
vì chúng tôi luôn xác định được Đảng là kim chỉ nam, là đường lối để lãnh đạo mọi hoạt động. Và khi thành lập được chi bộ Đảng tại công ty thì tôi tin tưởng rằng đây cũng là một tiền đề để công ty phát triển lớn mạnh hơn. Việc thành lập chi bộ Đảng tại công ty cổ phần cơ khí Tuyên Quang không chỉ nâng cao vai trò của cấp ủy trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm mà còn hướng tới mục đích chung tăng trưởng ổn định, bền vững trong doanh nghiệp, đồng thời khuyến khích đảng viên tiên phong gương mẫu đi đầu trong lao động sản xuất. Năm 2021 là một năm nhiều khó khăn với doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp với cách làm sáng tạo và giải pháp thích hợp đã ổn định sản xuất kinh doanh và có sự tăng trưởng khá. Nhân dịp đầu xuân mới, phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Anh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giấy An Hòa Tuyên Quang. Xin cho biết là năm 2021 thì do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, công ty đã vượt qua những cái giai đoạn khó khăn đó như thế nào để có thể hoàn thành được mục tiêu kép trong sản xuất kinh doanh ạ? Năm 2021 là một cái năm mà cực kỳ khó khăn với diễn biến mà dịch COVID-19 phức tạp. Thì chúng tôi cũng đã có những cải tiến thiết bị máy móc cũng như giảm thiểu cái chi phí sản xuất kinh doanh và đẩy mạnh cái công tác bán hàng. Qua đấy thì chúng tôi năm 2021 về cơ bản chúng tôi cũng hoàn thành kế hoạch kinh doanh sản xuất được đề ra và cũng tạo điều kiện công ăn việc làm cho người lao động được tốt hơn. Doanh thu của công ty cũng đạt trên 3.000 tỷ đồng và cái lợi nhuận cũng đạt được cái kế hoạch đề ra. Trong cái giai đoạn khó khăn như vậy thì đơn vị đã đưa ra những cái biện pháp nào mọi người có thể chia sẻ về kinh nghiệm để vượt khó trong giai đoạn Covid và hoàn thành cái kế hoạch sản xuất kinh doanh. Trong năm 2021 là một cái năm mà cực kỳ khó khăn, có thể nói là khó khăn nhất từ trước đến nay. Chúng tôi cũng phải tiết giảm cái chi phí, cộng thêm với chúng tôi cũng chủ động linh hoạt trong cái chuỗi cung ứng toàn cầu để tránh cái sự biến động cũng như cái thiếu nguồn cung về vận tải trên thế giới để không bị đứt gãy chuỗi cung ứng. Nhờ đó chúng tôi cũng chủ động trong việc bán hàng cũng như mua hàng. Năm mới đã đến thì doanh nghiệp có những cái kỳ vọng và mong muốn gì? Năm 2022 thì trước cái diễn biến mà dịch Covid chúng tôi cũng dự đoán và cũng có kế hoạch rằng chắc chắn là dịch sẽ còn diễn biến phức tạp. Qua đấy chúng tôi cũng chủ động có kế hoạch sản xuất kinh doanh thích ứng kịp thời cũng như là chúng tôi cũng tăng cường cái thị phần trong nước để tránh phụ thuộc vào cái thị phần nước ngoài, bởi vì trên thế giới và toàn cầu như các bạn được biết là dịch Covid cũng làm ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu rất là lớn. Nên qua đó thì năm 2022 chúng tôi sẽ tập trung vào thị trường nội địa. Chúng tôi cũng mong muốn là các cấp lãnh đạo tỉnh luôn luôn ủng hộ các doanh nghiệp cũng như góp phần chia sẻ những khó khăn cho doanh nghiệp để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển cũng như thông thương hàng hóa, thúc đẩy nền kinh tế sau Covid. Xin cảm ơn ông đã tham gia buổi phỏng vấn. Trong phần tiếp theo của chương trình, vui Tết an toàn, không quên phòng chống dịch. Triển khai mua tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến 12 tuổi. Thưa quý vị, chúng ta đang có những ngày nghỉ Tết cổ truyền ý nghĩa. Đây là thời điểm nghỉ ngơi sum họp gia đình, gặp gỡ bạn bè, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh. Do đó, việc thực hiện nghiêm các nguyên tắc phòng chống dịch theo khuyến cáo là vô cùng cần thiết và để Tết trọn vẹn, an toàn, vui vẻ cho mọi nhà. Hạn chế tập trung đông người, dành thời gian sum vầy bên người thân trong những ngày nghỉ Tết cổ truyền. Đó là cách mà các gia đình lựa chọn để chủ động thích ứng bảo vệ sức khỏe trước dịch bệnh COVID-19. Các hoạt động thăm hỏi chúc Tết được hạn chế hơn, thay vào đó là các hoạt động với quy mô cá nhân hay gia đình. Vui Tết an toàn để có được một năm mới bình an như lời chúc đầu xuân. Chung tay đẩy lùi cái dịch bệnh Covid thì tất cả các thành viên trong gia đình là phải chấp hành và thực hiện nghiêm túc cái khuyến cáo 5K của Bộ Y tế để gia đình là đón một cái Tết là trọn vẹn, ấm no, hạnh phúc trong cái bối cảnh dịch bệnh như hiện nay. Hơn 2 năm chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, với nhiều người, ăn Tết xa nhà đã trở thành một điều bình thường. Đã 2 cái Tết, vợ chồng ông Lê Văn Đức, tổ 2 phường Nông Tiến, không được đoàn viên cùng các con. Thế nhưng nhờ công nghệ đã giúp họ xích lại gần nhau hơn. Trò chuyện cùng các con qua Facebook, Zalo, nhắc nhở nhau giữ gìn sức khỏe, dặn dò các con khi dịch ổn định sẽ về thăm quê. Với 2 vợ chồng ông, dù ăn Tết ở đâu, chỉ nhìn thấy các con khỏe mạnh vui vẻ, đó chính là niềm hạnh phúc nhất trong Tết này. Ăn Tết ở đâu cũng thế, các con cứ khỏe mạnh, ăn Tết vui vẻ nên là được rồi.
ông bà mừng lắm. Mặc dù là chỉ có nhìn qua cái màn hình điện thoại nhưng mà ông bà biết là các con các cháu khỏe mạnh là ông bà yên tâm. Tết như vậy là đầy đủ rồi, vui vẻ lắm rồi. Cùng với sự thay đổi thói quen đón Tết an toàn của cá nhân và gia đình, các địa phương cũng có những phương án chủ động phòng dịch, bám sát tình hình, nỗ lực đảm bảo an toàn cho sức khỏe của nhân dân. Để chủ động trong công tác phòng dịch thì chúng tôi cũng phân công cho cán bộ phường. Chúng tôi có 17 tổ dân phố thì phân công cho 17 cán bộ công chức phường, mỗi cán bộ phụ trách một tổ và cùng với đồng chí bí thư tổ trưởng nắm chắc tình hình, tổ chức các hoạt động vui xuân Tết phù hợp với cái điều kiện phòng chống dịch bệnh. Trong các hoạt động đi lễ đền chùa đầu năm, những quy định về 5K cũng được nhiều người dân tuân thủ nghiêm ngặt. Ý thức tự giác chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch của nhân dân tiếp tục trở thành điều cốt lõi trong phòng chống dịch bệnh. Hôm nay tại nhiều khu vực chợ, cửa hàng và siêu thị trên địa bàn thành phố Tuyên Quang, hoạt động mua bán đã bắt đầu sôi động trở lại, ghi nhận của phóng viên thời sự. Tại một số chợ lớn như chợ Tam Cờ, chợ Phan Thiết, các mặt hàng thực phẩm tươi sống giá bán ổn định, không tăng giá. Năm nay do thời tiết rét đậm rét hại, kèm theo tâm lý lo ngại dịch bệnh COVID-19, nên sức mua của người dân trong những ngày này vẫn chưa cao. Sau Tết này thì giá cả nó cũng lên không đáng kể. Tất cả những người tiêu dùng đều mãn nguyện với lại cái giá thị trường. Dù rằng là COVID thôi nhưng mà thị trường hiện nay thì hàng hóa nó vẫn là đều đặn, đủ cho dân. Do ảnh hưởng của thời tiết, giá các loại mặt hàng rau củ quả tăng hơn so với thời điểm trước Tết. Một số mặt hàng tăng từ 40 đến gần 150% tùy từng loại. Nói chung là đầu năm ấy thì giá cả thì nó sẽ đắt nhỉnh hơn vì là nó rét đậm kéo dài ấy. Còn rau cỏ thì đầy đủ, không thiếu cái gì. Để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân, hệ thống các siêu thị trên địa bàn thành phố đã sớm triển khai chương trình kinh doanh sau Tết. Đầu xuân năm mới thì mình đi chợ ấy, thì cũng thấy hàng hóa thì rất là đa dạng, phong phú và phù hợp với cái mặt hàng mà mình muốn mua. Từ những cái mặt hàng rau cỏ như kiểu ngoài chợ hoặc là ở trong siêu thị ấy, thì nó vẫn đáp ứng được với nhu cầu của nhân dân. Như trong những cái ngày đầu năm mới của năm nay ấy, thì siêu thị của chúng tôi đã chuẩn bị tất cả những cái mặt hàng tươi sống từ rau xanh cho đến thịt thà, rất là nhiều đồ tươi sống cho khách hàng lựa chọn. Giá cả năm nay thì cũng bình ổn so với trước Tết. Hàng hóa phong phú, đa dạng về mẫu mã, chủng loại, góp phần vào sự ổn định của thị trường. Tuy nhiên, hiện sức mua của người dân vẫn còn chậm. Với nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ của tỉnh, Hợp tác xã Thủy sản xã Yên Lập, huyện Chiêm Hóa đã đầu tư nuôi cá lồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp, tạo ra các sản phẩm chất lượng và hạn chế ô nhiễm môi trường. Các thành viên Hợp tác xã Thủy sản xã Yên Lập đã tìm hiểu kỹ thuật chăm sóc, đặc tính sinh học từng loại cá để có phương án chăm sóc phù hợp, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm và không gây ảnh hưởng đến môi trường. Và hiện nay hợp tác xã thì có trên 70 lồng cá, các loại cá như cá lăng, cá tầm, cá chấm, cá rô và một số loại cá chép, đặc biệt là cá lăng đã được chứng nhận Việt Gáp và cũng là sản phẩm cá đặc sản của Yên Lập đạt OCOP. Dự tính về sản lượng mà xuất bán hàng năm thì khoảng trên 5 tấn. Thì hiện nay thì cá là đã được sơ chế và đóng gói theo quy trình sản xuất và để đưa vào các siêu thị và các cửa hàng để bán. Với lợi thế về địa lý, điều kiện môi trường, sự quan tâm hỗ trợ về cơ chế chính sách của tỉnh, hợp tác xã này tiếp tục mở rộng diện tích nuôi cá thương phẩm theo chuỗi giá trị, áp dụng công nghệ nuôi trồng thủy sản sạch và bền vững theo tiêu chuẩn Việt Gáp, đảm bảo an toàn môi trường gắn với du lịch sinh thái. Trong năm 2022 thì tiến tới là sẽ tiếp tục mở rộng thêm một số lồng chăn nuôi cá thương phẩm để nâng cao cái sản lượng và nâng cao thu nhập cho các thành viên. Tăng cường về kỹ thuật chăn nuôi, về công tác chăm sóc để đảm bảo cá đạt chất lượng, đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng. Nghề nuôi cá lồng của huyện Chiêm Hóa mang lại thu nhập khá cho người dân, nên đang được các ngành chức năng tạo điều kiện phát triển, đặc biệt là phát triển các loại cá có giá trị kinh tế cao, nhằm cơ cấu lại ngành nông nghiệp, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững ngành nuôi trồng thủy sản. Nhằm đảm bảo môi trường dạy học an toàn, thân thiện, thời gian qua, thành phố Tuyên Quang đã dành nhiều nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trường, lớp học, từng bước đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của địa phương. Công trình nhà lớp học trường mầm non Kim Phú được khởi công xây dựng từ tháng 8 năm 2021. Với 8 điểm trường lẻ, gần 700 học sinh, cơ sở vật chất còn hạn chế.
Chính vì vậy, việc được đầu tư xây dựng 3 dãy nhà lớp học 3 tầng sẽ giúp giảm số điểm trường. Các em học sinh sẽ được học tập trong môi trường giáo dục hiện đại khang trang. Đối với phụ huynh thì cũng rất là phấn khởi khi mà trường được tiến hành xây dựng, chúng tôi sẽ thu 4 điểm trường về đây. Và như vậy thì cái số lượng điểm trường của trường Mầm non Kim Phú sẽ giảm xuống và đầu tư cho chất lượng giáo dục và các cháu sẽ được tập trung hơn và các hoạt động tập thể, trải nghiệm cũng sẽ được tổ chức nhiều hơn. Khu bể bơi này được hoàn thiện nhờ Quỹ Cộng đồng Phòng Thiên Tai và Quỹ Thiện Tâm tài trợ 600 triệu đồng và vốn đối ứng của thành phố Tuyên Quang trên 300 triệu đồng. Đây là một trong những cơ sở vật chất vừa mới hoàn thành, sẽ là sân chơi thú vị để các em học sinh của trường vừa học vừa trang bị các kỹ năng cơ bản để phòng tránh đuối nước. Sân vận động tại trường này cũng vừa được thành phố đầu tư trên 7 tỷ đồng. Việc đầu tư cơ sở trang thiết bị thể thao trong trường học như thế này không chỉ giúp các hoạt động của nhà trường thu hút được sự tham gia học tập của các em học sinh, mà còn là động lực để nhà trường nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục trong thời gian tới. Từ khi mà có những cái khu sân bóng hay là bể bơi thì bọn em cũng rất là háo hức khi mong muốn là được vào đây để trải nghiệm. Trường lớp ngày càng khang trang hơn, cơ sở dạy học ngày càng hiện đại hơn thì đó là một cái động lực rất là lớn để thúc đẩy chúng tôi là đội ngũ thầy cô phải cống hiến nhiều hơn nữa và đổi mới phương pháp dạy học hơn nữa để nâng cao cái chất lượng giáo dục trong nhà trường. Việc quan tâm đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất trường lớp học đã tạo điều kiện thuận lợi để các trường từng bước nâng cao chất lượng dạy và học, hoàn thành mục tiêu của năm học. Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, sau khi có những chỉ đạo giáo diết về việc cho học sinh đến trường trở lại, cả 63 tỉnh thành phố đã lên kế hoạch đưa học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông đi học trực tiếp bắt đầu trong khoảng thời gian từ ngày 7 tháng 2 đến ngày 14 tháng 2. Đối với bậc mầm non, tiểu học, 60 tỉnh thành phố đã lên kế hoạch đưa học sinh quay trở lại trường học trực tiếp trong tháng 2. Ba địa phương còn lại là Hà Nội, Bình Dương và Đồng Nai đã lên kế hoạch đưa trẻ mầm non và học sinh tiểu học quay lại trường học nhưng chưa ấn định thời gian cụ thể. Cùng với đó, 100% các trường đại học, cao đẳng đã lên kế hoạch cho sinh viên, học viên đi học trở lại trong tháng 2 năm 2022. Văn phòng Chính phủ vừa có thông tin báo chí liên quan đến những chỉ đạo của Chính phủ trong việc mua tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi. Theo đó, Bộ Y tế chủ trì phối hợp với các cơ quan địa phương khẩn trương hoàn thiện chương trình phòng chống dịch COVID-19 2022-2023 trình Chính phủ xem xét ban hành trong tháng 2. Triển khai khẩn trương mua tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi theo nghị quyết riêng của Chính phủ. Tiếp tục cập nhật sửa đổi bổ sung hoàn thiện các quy trình, phác đồ, theo dõi y tế, chăm sóc, điều trị tại nhà đối với trường hợp nhiễm COVID-19, các ca bệnh nhẹ, trường hợp tiếp xúc gần. Tiếp tục theo dõi sát sao, chủ động nắm chắc, dự báo diễn biến của dịch bệnh, tuyệt đối không chủ quan, không để bị động bất ngờ trong ứng phó với biến thể Omicron và các biến thể mới. Chịu trách nhiệm cung ứng đầy đủ vaccine phòng COVID-19. Trong 3 ngày Tết, toàn quốc xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông làm chết 36 người, bị thương 33 người. Toàn bộ số vụ tai nạn trên đều xảy ra trên đường bộ. So với 3 ngày cùng kỳ Tết Nguyên đán Tân Sửu, giảm 6 vụ, giảm 7 người chết, giảm 4 người bị thương. 3 ngày qua trên đường bộ, Cảnh sát Giao thông Công an các địa phương đã kiểm tra phát hiện xử lý 3.145 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 2 tỷ đồng, tạm giữ 12 xe ô tô, hơn 1.100 xe mô tô, tước 210 giấy phép lái xe các loại. Trong đó, vi phạm nồng độ cồn xử lý gần 400 trường hợp, ma túy 1 trường hợp. Số phương tiện vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giám sát 1.360 trường hợp. Qua hệ thống giám sát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc trong 3 ngày qua, cũng đã phát hiện 364 phương tiện vi phạm. Ngày 3 tháng 2, ông Sergio Mattarella đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Italia nhiệm kỳ thứ 2 trong một phiên họp chung của cả hai viện quốc hội nước này. Phát biểu trước các nghị sĩ sau khi tuyên thệ nhậm chức, Tổng thống Italia nhấn mạnh việc ông đã tuân thủ lựa chọn các nghị sĩ và các đại diện vùng, những người đã bỏ phiếu cho ông. Tổng thống Italia nhận thức được rằng những kỳ vọng của người dân Italia sẽ bị tổn hại mạnh mẽ do tình trạng bất ổn chính trị sâu sắc và căng thẳng kéo dài, có thể ảnh hưởng tới các nguồn lực mang tính quyết định và những triển vọng khởi động lại đất nước từ một điều kiện hết sức khó khăn. Trong diễn văn nhậm chức, Tổng thống Italia đã gửi lời cảm ơn chân thành và lời chúc tốt đẹp nhất đến chính phủ do Thủ tướng Mario Draghi lãnh đạo, một chính phủ đang có các cam kết mạnh mẽ đối với tất cả những vấn đề trên, cả trong nước và trên bình diện quốc tế. Mới đây, Tổ chức Y tế Thế giới đã công nhận vaccine sốt rét đầu tiên trên thế giới đạt tiến triển ở miền Tây Kenya.
ba người con của chị Luxi Akini bị nhiễm bệnh sốt rét nên cô thường đến phòng khám sức khỏe địa phương ở miền Tây Kenya mỗi tuần để điều trị cho những đứa trẻ. Khi được đề nghị về cơ hội bảo vệ những đứa con của mình bằng loại vaccine đầu tiên trên thế giới chống lại sốt rét, căn bệnh do ký sinh trùng gây chết người, chị Luxi đã đồng ý. Hơn 100.000 trẻ em ở miền Tây Kenya, nơi bệnh sốt rét lưu hành, đã được tiêm loại vaccine mới chống lại sốt rét. Căn bệnh đã khiến 260.000 trẻ em dưới 5 tuổi tử vong mỗi năm ở khu vực châu Phi cận Sahara. Một chương trình thử nghiệm đã được triển khai với loại vaccine đột phá ở Kenya, Ghana và Malawi kể từ năm 2019. Chương trình thử nghiệm vaccine sốt rét nói trên đã được Tổ chức Y tế Thế giới WHO phê duyệt để sử dụng rộng rãi cho trẻ em ở châu Phi, cận Sahara và các khu vực có nguy cơ khác vào tháng 10 năm 2021. Đối với Lucy và gia đình lớn của cô, vaccine đã phát huy tác dụng kỳ diệu. Cô luôn sử dụng màn chống muỗi cho các con khi chúng ngủ, nhưng bất chấp nỗ lực hết mình của cô, chúng vẫn bị muỗi đốt khi chơi đùa bên ngoài. Các cơ sở y tế ở miền Tây Kenya, nơi các khoa nhi tiếp nhận điều trị rất nhiều trẻ em mắc bệnh sốt rét, đang bắt đầu thấy được hiệu quả của vaccine ngừa sốt rét. Tỷ lệ nhập viện vì bệnh sốt rét cũng như mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng bệnh đang giảm đi. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã khuyến cáo vaccine nên được sử dụng theo phác đồ 4 liều cho trẻ em từ 5 tháng tuổi ở những khu vực có mức độ lây truyền bệnh sốt rét từ trung bình đến cao. Giá thực phẩm toàn cầu tăng lên mức cao nhất trong 11 năm. Trong 11 năm vào tháng riêng do sự gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu và thời tiết bất lợi. Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc, chỉ số giá lương thực của tổ chức này đã đạt khoảng 135 điểm vào tháng trước, tăng 1,1% so với tháng 12, mức cao nhất kể từ năm 2011. Sự tăng vọt về giá lương thực phần lớn là do giá dầu tăng, giá thịt, sữa và ngũ cốc cũng có xu hướng tăng. Người nông dân phải chịu những thách thức bao gồm hạn hán, cũng như các vấn đề về chuỗi cung ứng do đại dịch COVID-19 gây ra và chi phí năng lượng tăng cao. Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 11 về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và triển khai Nghị quyết số 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ chương trình này. Trong 5 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu của chính phủ đưa ra, có nhóm giải pháp để bảo đảm an sinh xã hội và hỗ trợ việc làm. Theo đó, Nghị quyết nêu rõ việc hỗ trợ 3 tháng tiền thuê nhà cho người lao động có quan hệ lao động, đang ở thuê, ở trọ, làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực kinh tế trọng điểm. Người lao động quay trở lại thị trường lao động được hỗ trợ 1 triệu đồng một tháng và người lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp là 500.000 đồng một tháng. Thời gian thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2022. Cùng với đó, tiếp tục rà soát, nghiên cứu, có chính sách hỗ trợ kịp thời cho người dân, người lao động, hoàn cảnh khó khăn do tác động của dịch bệnh. Những thông tin trong mục 60 giây cập nhật đã kết thúc chương trình thời sự trực tiếp tối ngày 4 Tết của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Xin kính chúc quý vị một năm mới an khang, thịnh vượng và thật nhiều sức khỏe. Xin kính chào tạm biệt.